Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của DK Eyebrow Beauty nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ được gặp gỡ một chị khách hàng lần đầu tiên tới cơ sở của bên mình để trải nghiệm dịch vụ xóa laser hút mực cũ ở môi và lông mày của chị ấy. Thì với tình trạng môi của chị ấy là đã vừa được chuyên gia bên mình xử lý rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng so sánh cái tình trạng môi ban đầu của chị ý trên màn hình điện thoại mà mình cầm đây cùng với cả cái môi hiện tại mà chị ấy vừa mới hút xong nhé. Như mọi người có thể quan sát đấy ạ, môi ban đầu của chị ấy thì viền môi khá là thâm. Ngoài ra thì đã có những đoạn mực nó không được đều màu, màu mực bị loang và bị xỉn màu này. Chưa kể là chắc là trước đây là chị làm công nghệ đi khá là mạnh tay, cầy sâu, nên là màu mực có dấu hiệu là hơi bết một chút. Nhưng mà mọi người có thể quan sát đây ạ, với cái tình trạng môi hiện tại khi mà vừa được chuyên gia bên mình xử lý xong nhé, màu môi rất là trong. Thật sự là màu môi trong tự nhiên hẳn đi, hút được khá là nhiều mực đấy so với tình trạng mà trên hình ảnh mình đang cầm trên tay này. Và như mọi người nhìn thấy nhá, môi của chị ấy thì nó chỉ hơi mọng lên một chút xíu như là vừa mới tiêm filler thôi, chứ không có dấu hiệu sưng này, mà ngoài ra thì không hề bị chảy máu cũng như là tổn thương ở trên da môi. Và chị ơi, không biết là trong cái quá trình xóa ấy, thì mình có cảm giác như thế nào, chị có thể chia sẻ cho em cũng như các bạn đang xem livestream mà biết không ạ? Ồ, chị thấy hơi sát sát tí thôi. Vâng, chỉ hơi châm chích một xíu thôi đúng không ạ? Bởi vì laser thì bản chất của nó là nó làm nóng cái vùng da của chúng ta lên, nên là mình sẽ thấy nó hơi một nóng nhẹ một chút. Nhưng mà thời gian diễn ra hôm nay thì mình xóa môi mất khoảng bao nhiêu lâu hả chị? Chị cũng thấy nhanh, chị chắc là mấy phút. Vâng ạ, chưa đến 3 phút đồng hồ là chúng ta đã xử lý xong đôi môi của mình rồi. Và như mọi người nhìn thấy ạ, màu môi đã được đưa về cái tình trạng là trong hơn này và tự nhiên hơn rất là nhiều. Và chị Giang ơi, không biết là với cái tình trạng môi này thì liệu ở lần tiếp theo là chị đã làm được chưa hả chị? Với cái tình trạng môi của chị thì chị chỉ cần hút một lần thôi, nghỉ ngơi thêm 1-2 tuần là chị có thể làm mới. Vâng ạ, đó như mọi người nghe chuyên gia chia sẻ đấy ạ, là công nghệ siêu laser Pico của DK ạ, thì ngay sau khi xóa xong cái vùng da chúng ta không hề bị tổn thương, nên là chỉ cần về nhà nghỉ dưỡng từ 1 tuần cho đến 2 tuần là có thể quay lại bên mình để phun môi, để phát màu mới cho môi của chúng ta rồi nhé. Và bây giờ thì chị Gia sẽ tiếp tục xử lý tình trạng lông mày của chị khách hàng. Thì nếu như mà trong quá trình xử lý lông mày ý, mà các bạn có bất cứ câu hỏi nào muốn đặt ra thì chúng ta comment ở phía bên dưới livestream để mình giúp mọi người trả lời nhé. Lông mày ban đầu của chị ấy thì như nào, chị Giang để mô tả giúp em được không hả chị? Chị làm lâu rồi và trong cái gốc mực của chị thì có chứa rất là nhiều tạp chất, nên là nó bị trổ màu đỏ. Đây này, đỏ hơn cái tình trạng hiện tại như vừa rồi là mình, đã xử lý qua đỏ một lần rồi đấy. Vâng. Vậy bây giờ thì chúng ta bắt đầu xóa lông mày nhá. Thì cũng giống như môi thôi ạ. Em bắt đầu công nghệ của bên mình thì không hề gây tổn thương đến da, nhưng mọi người nhìn thấy đấy ạ, laser là đi tới đâu này nó sẽ bắt vào vùng mực của chúng ta đến đó. Không quay đến. Và ngoài ra thì hiện giờ thì các dịch vụ liên quan đến laser của bên mình thì đang có ưu đãi là giảm giá lên đến 40% nhé mọi người nhé. Tất cả các dịch vụ ạ, laser lông mày này, laser môi, laser mí và laser hút mực ở nhũ hoa nữa đều được giảm giá là 40% nhé. Như mọi người có thể quan sát thì ngay sau khi xử lý xong ý, là một bên đó đã nhạt màu hơn phải đến 50% so với tình trạng mực hiện tại rồi. Và với tình trạng mực này thì mình nghĩ rằng là chắc là chỉ thêm khoảng đôi ba lần nữa thôi là có thể làm mới được rồi đúng không ạ chị Gia? Đúng không ạ. Vâng ạ, chị Gia tiếp tục xử lý thêm cho em nhé. Và đó mọi người ơi, vì chương trình lần này giảm giá lên đến 40% này thì DK sẽ chỉ dành tặng cho 100 khách hàng đăng ký sớm nhất thôi. Nên là các bạn hãy nhanh tay inbox trực tiếp cho fanpage DK Eyebrow Beauty hoặc gọi điện thoại qua hotline 0911 310000 hoặc 0912 310000 để được tư vấn kỹ hơn, hướng dẫn đặt lịch cũng như là đặt cọc với mọi người nhé. Ok, vậy là đã xóa xong rồi ạ. Như mọi người nhìn thấy đấy, kết quả đã hoàn toàn rất là rõ rệt. Và ngoài ra thì vùng da của khách cũng như là lông mày thật của khách hàng không hề bị cháy trụi đúng không ạ? Và mọi người nhớ nhé, đăng ký thật sớm cho bên mình qua Facebook hoặc là qua hotline mà mình vừa cung cấp nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay của DK và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.